Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh nước của mình. Mình sẽ cho các bạn vẽ một cái ghế đẩu nha. Tập này nói chung cũng không khó lắm đâu. Các bạn biết cái đẩu này nó có cái bề mặt nó hình chữ nhật nha các bạn, chứ không phải là hình vuông. Chịu khó theo dõi video của mình nhé, mình vẽ 2D trước nè. Vậy xong các bạn chút mà có tạo độ nghiêng đàng hoàng, các bạn thấy cái ghế nó có độ nghiêng đó. Ok, tiến hành bo tròn cho nó. Fillet. Sau khi chúng ta fillet xong, ta sẽ tiến hành tạo cái offset mặt cho nó, để chúng ta tạo cái mặt nó sẽ có cái phần nhô ra đây nha các bạn. Rồi ok, nhập cái chị vô. Rồi đó các bạn. Ok. Sau đó chúng ta tiến hành vẽ 2D rồi sẽ chút nó ra nha các bạn ơi. Đó, vẽ xong chút nó ra. Mình hy vọng kênh YouTube của mình mang lại cho các bạn sự bổ ích. Nếu thấy hay thì hãy ủng hộ và chia sẻ giúp mình nha các bạn ơi. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bật chút dạng surface chút tới bề mặt của nó nha các bạn. Đó là được như vậy. Sau đó các bạn làm tương tự với lại cái phần bên kia thôi. Bản này nói chung là nó không quá khó. Các bạn ôn luyện là những cái kiến thức về các lệnh cơ bản nha các bạn. Ok. Rồi. Ta sửa lại một tí nha, mình có sai sót một tí mà bạn thông cảm nhé. Các bạn làm tương tự với hai bề mặt bên kia nhé các bạn ha, vì nó là hình chữ nhật nhưng mà nó không có đối xứng được, mình không có thể nào mình ba tầng cho nó qua được nha các bạn thông cảm nhé. Mình phải vẽ lại hai cái mặt dưới bên nhau nó khác nhau nha các bạn. Mình hy vọng kênh YouTube của mình mang lại cho các bạn sự bổ ích. Nếu thấy hay thì hãy ủng hộ và chia sẻ giúp mình nha các bạn ơi, để mình có động lực làm những video tiếp theo. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đó, sau khi làm đối tượng xong, nó tiến hành dùng lệnh fillet nhé, tiến hành bo lại cái phần này nha các bạn. Và quan sát nhé, bài tập này nó không có khó. Fillet bo tròn.
Thì trong thời gian tới mình sẽ cố gắng để phát triển cái này hơn. Cái này của mình thì nói chung mình làm cũng lâu rồi, nhưng mà cái lượt người theo dõi và đăng ký thì nó chung là thấp, thì mình cũng cố gắng mình phát triển lên. Vì cái này nói chung là mình cũng gắn bó cũng lâu rồi, mình cũng muốn chia sẻ cái kiến thức của mình với các bạn á, nhưng mà các bạn sẽ đón nhận và ủng hộ cho mình nhé. Rồi ok đó, chung nhưng mà tập này của mình là phần mình sưu tập ở trên mạng nha các bạn ha. Ra có nhiều lúc mình vẽ có khi nó không chính xác cho lắm, chỉ khi nào bài nào nó khó quá mình mới mới tham khảo, mà nằm mình nhắm mình vẽ được là mình vẽ các bạn, giúp cách vẽ của mình nó không giống trên mạng các bạn ha. Rồi ok đó, nói chung thì cũng cố gắng để phát triển kênh cho mình lên nha các bạn. Cảm ơn các bạn theo kênh của mình nhé. Các bạn tạo cái chỗ này để mà cái lỗ để mà cái lỗ cái ghế có cái lỗ ở giữa nha các bạn ha. Rồi ok đó, tôi tiến hành chúng ta sell cho nó, tôi nhập nhập cái chị sell vô, nhập vào cái bề mặt mà chúng ta muốn bỏ phần đáy là cái phần cái lỗ nha các bạn, cái phần chúng ta muốn bỏ. Rồi ok đó, rồi ra được chưa, mà sẽ cắt cắt đi để tạo cái chân trên 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 ghế. Ok, cắt đi để tạo cái chân chân ghế nha các bạn. Rồi đó là cái hành là vẽ hai 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 d vô, rồi cái hành cắt để kết cho nó thôi. Rồi ok, nó tiến hành vẽ hai 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 d cho nó nhé. Rồi đó, vẽ hai d xong nó thành chút cắt cắt bỏ phần này đi, bên kia cũng tương tự như vậy thôi. Cái bài tập này nói chung nó không có khó đâu, chúng ta ôn lại các kiến thức cơ bản mà thôi nha các bạn ha. Rồi chúng ta cắt bỏ cái phần này đi, rồi tương tự như vậy cái phần bên kia cũng làm như như vậy luôn nha các bạn. Mình hy vọng kênh tức của mình lại các bạn sẽ bổ ích. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ ủng hộ và sẽ giúp mình nhé các bạn ơi. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đó thì chúng ta sẽ vẽ cái bốn cái chân của nó nha các bạn ha, giống như nó được bít lại ở đây nhé. Rồi, ok, chúng ta sẽ vẽ 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 theo các bạn. Rồi ok đó, cái chỗ này nó sẽ được bít bít lại nha các bạn. Rồi đó, rồi ok bạn quan sát nhé. Thì chúng ta đã về xong tiến hành extrude cho nó, nhập số liệu rồi extrude cho nó nha các bạn. Rồi đó, rồi ok, rồi đó làm nó có thể hành là mirror cho từng cái như vậy nhé, ta mirror cho từng cái như vậy luôn. Rồi, chúng ta sẽ hoàn thành nha các bạn ha, bài này nó không có khó đâu. Sau khi xong rồi tiến hành ta fillet,
bo lại cái phần sâu 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 là nó là ok đó, bo lại là nó hoàn thành nha các bạn. Đó bài này nó không có khó tí nào đâu. Rồi, cảm ơn các bạn cho kênh của mình nhé. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau. Rồi tạm biệt các bạn ở đây.